Mến chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Như tôi đề, video ngày hôm nay Tiến Dũng vừa cập nhật được một số các dòng loa Bose hàng Mỹ. Đây là những sản phẩm do bạn hàng của Tiến Dũng tuyển chọn trực tiếp từ Mỹ, nguyên bụi trời Tây. Tiến Dũng cũng chưa kịp lau dọn, xin giới thiệu nhanh đến quý vị và các bạn. Các sản phẩm này Tiến Dũng đều bao zin và bao đúng hàng bãi xịn, có chế độ bảo hành đầy đủ. Mọi nhu cầu mua sắm và tư vấn quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình. Quý vị và các bạn cũng có thể truy cập trang web chính thức tiendungaudio.com để xem thêm rất nhiều các sản phẩm audio và hãy tham gia nhóm Zalo của shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn để nhận ngay những thông báo mới nhất về các chương trình khuyến mại ưu đãi cập nhật hàng liên tục. Trước mắt quý vị và các bạn là những dòng loa Bose, những chiếc âm ly Denon dòng Super Audio, những chiếc loa siêu trầm đến từ thương hiệu Yamaha và Tiến Dũng cũng vừa về được một thùng hàng của đầu giải mã DC nhạc chất lượng cao. Ba là một CD3 bản màu vàng và màu đen thì Dũng vừa cập nhật tại đây. Đây là những mẫu loa rất được yêu chuộng trên thị trường. Mẫu loa được anh em chơi audio quan tâm nhiều nhất. Một bát 20 và hai loa chắp giấy loại 8cm. Bộ lọc được trang bị bóng đèn bảo vệ loa, rất an toàn cho loa. Mẫu loa này sẽ phù hợp cho việc nghe nhạc và hát karaoke gia đình, phù hợp cho các không gian tầm dưới 30m². Các anh em có các không gian lớn hơn, chúng ta có thể sử dụng hai cặp hoặc hỗ trợ thêm một loa siêu trầm nữa, Super Woofer. Với tình trạng zin nguyên bản, nguyên bụi trời Tây. Ngay sau video này thì Tiến Dũng sẽ lau dọn sạch sẽ. Đây là các số kiểm hàng của các bạn hàng của Tiến Dũng. Bản vỏ màu vàng, Tiến Dũng phục vụ mức giá thông thường là 16. Mẫu này, đợt này Tiến Dũng có nhập được giá tốt hơn một chút, chỉ phục vụ với mức giá 15.500.000. Tương tự như vậy, mức giá 13.000.000 là mức giá thông thường cho bản màu đen và giảm 500 chỉ còn lại 12.500.000. Phía bên đây là những cặp loa lời cũng vừa được cập nhật tại shop. Trước mắt quý vị và các bạn là một cặp loa lời của thương hiệu Bose model 161. 161 được hãng trang bị hai loa toàn giải loại 8cm. Loa này có công suất cực đại là 100W trên một thùng, trở kháng 6 ohm, hàng Mỹ và được sản xuất tại Mỹ. Loa này sẽ cho tiếng trung âm, tiếng lời rất rõ, trở kháng 6 ohm và công suất cực đại là 100W trên một thùng. Loa này hỗ trợ cho các dàn âm thanh nghe nhạc và hát karaoke, tăng tiếng trung âm và tiếng chép rất tốt. Mức giá Tiến Dũng phục vụ là 4.500.000 trên một cặp. Sản phẩm này sẽ phù hợp cho bất cứ dàn âm thanh nào, dù là dàn nghe nhạc hay là dàn hát karaoke. Tiến Dũng sẽ tặng kèm theo một cặp tụ cản lời của Đức, món quà trị giá 350.000. Hiện nay Tiến Dũng còn có cả bản màu trắng nữa. Tất cả với tình trạng hàng Mỹ về, zin nguyên bản tuyệt đẹp. Các mẫu loa 301 AV monitor đợt này Tiến Dũng cũng đang có ở đây với mức giá chỉ 14.500. Trước mắt quý vị và các bạn là hai chiếc loa siêu trầm Tiến Dũng xin giới thiệu, đó là Yamaha SW325, chiếc ở phía dưới. Với chiếc 325 sử dụng một bát 20cm, bát úp đất, điện 100V. Công suất nguồn của chiếc này là 65W và công suất ngõ ra loa là 180W. Nó khá mạnh mẽ với cấu hình cũng khá nhỏ gọn. Lỗ thông hơi của loa nằm ở đây. Loa này có kích thước vuông khoảng cỡ 30cm, rất nhỏ gọn, dễ trưng bày. Một bát úp đất loại 20cm. Đây là giao thức phía mặt sau. Kết nối bằng cổng RCE, kết nối bằng cổng chạm dây loa, điện 100V, công suất nguồn 60W. Trên đây là các nút điều chỉnh như là cắt tần số, tắt standby và chế độ nghe nhạc, xem phim. Đặc biệt với nút 2 cớt, quý vị và các bạn có thể sử dụng để xem phim và nghe nhạc ở đây. Máy này có chế độ auto off rất tiện dụng. Với công nghệ ActiServo của thương hiệu Yamaha sẽ làm hài lòng quý vị và các bạn, cả những khách hàng khó tính nhất. Yamaha SW325 mức giá 6.000.000. Tương tự như vậy, cấu hình nhỏ hơn một chút, đó là 225. 225 có cấu hình tương tự và công suất nhỏ hơn. Công suất nguồn là 50W và công suất ngõ ra loa là 150W. Tất cả giao diện giống nhau. Mức giá của chiếc này chỉ 5.000.000. Thì Dũng đang có chương trình khuyến mại dành riêng cho hai sản phẩm này, là tặng kèm theo một cặp dây AV Ý chiều dài 1m trị giá 450.000. Tất cả bao zin và bao đúng hàng Nhật xịn. Phía bên đây xin giới thiệu đến quý vị và các bạn là một sản phẩm mà trong thời gian vừa qua bán rất chạy, đó là chiếc đầu giải mã DC nhạc chất lượng cao, đó là Fio K7 và K7BT. Thì Dũng vừa về được ở đây một thùng hàng. Fio K7 và K7BT là một sản phẩm giải mã 32 bit nhạc chất lượng cao.
với tình trạng mới nguyên siêu nguyên hộp là như thế này. Đây là sản phẩm bản UL, bản dành cho thị trường Mỹ và châu Âu. Fio K7 giải mã 32 bit, sử dụng 2 chip giải mã. Chúng ta có thể kết nối với TV, với điện thoại, với máy tính, sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke, thay thế hoàn toàn cho những chiếc đầu đĩa, đầu 5 số thông thường. Với Fio K7 thì mức giá là 5.900.000 và K7 BT có thêm chức năng Bluetooth, mức giá 6.500.000. Các cổng kết nối hoàn toàn giống nhau, chỉ khác là K7 thì không có Bluetooth, còn K7 BT thì có Bluetooth. Thì Dũng đang phục vụ sản phẩm này là hàng chính hãng, bảo hành chính hãng 12 tháng, lỗi 1 đổi 1. Hàng Trung Quốc sản xuất cho thị trường Mỹ và thị trường châu Âu, dấu hợp chuẩn CE và FC. Đây là những tiêu chuẩn khắt khe nhất về các thiết bị điện tử trên toàn cầu. Phía dưới này là những chiếc âm ly hàng bãi nội địa Nhật. Chiếc ở phía dưới cùng là chiếc đàn ông 2035 mã. Chiếc này thì Dũng đã có rất nhiều dịp giới thiệu đến quý vị và các bạn. Và đây là sản phẩm bán rất chạy của thương hiệu đàn ông. Mức giá thông thường 18.500.000. Và video này thì Dũng cũng phục vụ với mức giá tốt hơn, chỉ 17.500.000. Phía trên này là hai chiếc âm ly đàn ông dòng Super Audio, phân khúc giá bình dân hơn. Bản màu đen chỉ 12 và bản màu vàng chỉ 13. Hai sản phẩm này thì Dũng cũng đang sale giảm giá 500.000. Mức giá màu đen chỉ còn lại 11 năm và màu vàng chỉ còn lại 12 năm. Các sản phẩm như là loa Bose 301 Series 4 thì Dũng cũng đang có ở đây với mức giá ngoài 8 triệu. Các sản phẩm của thương hiệu JBL như 4411, Bass 30 âm thanh rất tốt với mức giá chỉ ngoài 20. Tiếp đây là những chiếc âm ly đàn ông thì Dũng cũng vừa cập nhật. Cái dòng đàn ông 1010 mức giá ngoài 20. Cái dòng 2025 mã, 35 mã và 45 mã thì Dũng có đủ. Quý vị và các bạn hãy truy cập trang web chính thức tiendungaudio.com để xem thêm chi tiết về các sản phẩm audio, các âm ly, các loa Nhật, Mỹ và các đầu giải mã DC nhạc chất lượng cao. Các sản phẩm như là loa Bose 601 Series 3 bản vỏ màu vàng, mức giá 46 triệu. Tất cả các sản phẩm của shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn đều được cam kết bao zin, bao xịn đối với hàng bãi và đảm bảo hàng chính hãng, bảo hành chính hãng. Tới đây thì Tiến Dũng xin kết thúc video này. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.